Tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý khách những cái bức tranh kích thước là 1m55, cao 79 và báo giá từng loại cùng kích cỡ và rất là nhiều mẫu. Thứ nhất, đây là bức tranh tả cảnh đồng quê với kích thước chiều cao là 79 và chiều ngang là 1m55. Đây, chúng tôi đo thực tế cho quý vị xem. 1m55 hơi thiếu một tí. Và chiều cao là 79, hơi thiếu một tí, 78,5. Và khung là dày 4 phân 3/6. Không, 3/8 quý vị ạ. Khung là 3/8. Và độ dày của ván là 3 phân, đục sâu là 2 phân. Bằng chất liệu là 100% là hương đỏ của Nam Phi quý vị nhá. 100% là hương đỏ của Nam Phi. Và những cái bức như này thì chúng tôi bán nó vào là 4,5 triệu. 4,5 triệu cho một sản phẩm tranh đồng quê. Rồi tiếp theo là tranh Vinh Quy Bái Tổ. Cũng đồng giá là 4,5 triệu quý vị ạ. Vinh Quy Bái Tổ kích thước là ngang 1m55, cao 79. Khung dày 4 phân, ván dày 3,5 phân. Bằng chất liệu hương đỏ Nam Phi 100%. Và tiếp theo là chữ Tâm. Khách gọi Zalo nhưng mà không nghe, để chút nữa nghe xong. Cũng 1m55 x 79 quý vị ạ. Chữ Tâm 1m55 x 79, dát vàng, vàng dát rất là mịn đây, rất là kỹ. Thì hôm trước chúng tôi đã có một video quay riêng cái chữ Tâm này rồi, và hôm nay chúng tôi quay tổng thể các chữ luôn cho quý vị cùng xem. Quý vị nào cần xem lại thì có thể xem lại những cái tranh trước. Đây là chữ Hiếu nhá, 1m55 x 79. Chữ này thì vân cực đẹp bởi vì gỗ nó rất già, gỗ rất già và vân rất đẹp. Tiếp theo là bức Mã Đáo Thành Công cùng kích thước 1m55 x 79. Ở đây một bức Vinh Quy nữa, giống bức Vinh Quy ở ngoài kia. Còn đây là bức Cửu Ngư Quần Hội 1m55 x 79. Bức tiếp theo là Vinh Quy Bái Tổ, bức này màu sáng đẹp này. Vinh Quy Bái Tổ 1m55 x 79, đồng giá là 4,5 triệu quý vị ạ. Đấy, quý vị nào chọn bức nào thì có thể alo cho chúng tôi qua số điện thoại 0975 940 966, hoặc về trực tiếp tại xưởng của chúng tôi ở Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để lựa chọn và mua hàng. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại ở những live stream tiếp theo.